đây là ông Tính Trần, ông chúa nè quý vị ơi. Còn đây là Hải Phong Vlog. Hải Phong. Rồi, chào quý ơi. Còn trên ghế là Lương Nghị Thiện Minh. Chào các anh Lương Thượng đây. Hello. Còn đây là anh Long Nguyễn, là tập đoàn Long Nguyễn. Hello. Ừ. Còn đây là em ruột mình nè. Hello, chào mọi người. Gia đình ẩm thực nè quý vị. Quý vị thấy trên đường like không thấy mặt không nè. Giờ đi ẩm thực. Thấy đầu trục lóc mà biết rồi đó. Làm quá cái đầu trục lóc nha. Bữa nay anh em lên YouTube tụ họp lại làm cái tiệc nhỏ nhỏ nhậu chơi. Quay mồi từ luôn rồi. Cua hàng đó, hàng của tôi nè. Hàng của tôi. Cua mồi đi, cua mồi đó. Trời ơi, cái con lý á. Trời ơi, chai như kia vô luôn rồi kìa. Ngồi lắm bà. Con lý á, nó đang chai thiệt. Đây, rồi con này con lý á. Đó, trời. Con này hàng chai con lông mà. Này vừa chai vừa mặn quý vị ơi. Tại ông chúa ăn chay cho nên có đồ chai riêng. Ông chúa hết hút mà còn hút. Hello chai. Hello chai. Cẩm hương. Pha đi cẩm hương. À. Hello, thì hôm nay mình đến nhà anh Dũng với anh Lương Nghi mọi người. Thì hôm nay anh em cũng lâu quá rồi tập họp. Lần đầu tiên mình tới nhà thì hôm nay tập họp nữa anh em YouTuber anh toàn tay tiếng không mọi người. Thôi, chúc mọi khỏe. Chế gì trời. Gãy gục đi. Quay quay lên một cái quả quay trên trời không ạ. Bể cấp đầu xuống. Bỏ máy không? Má. Không thuốc mà mấy máy thôi xin mời. Ờ quạt được rồi. Để cúp cái đầu xuống chứ. Để cúp cái đầu xuống chứ thôi đâu bây giờ. Ngon nha, biết chưa. Trời ơi. Để nó bay bể xuống. Cái này ăn mặn ăn chay. Đụng gì ăn đó chay đụng á. Em đụng luôn đi. Ờ đụng gì ăn đó đó. Cho anh cậu đá đi mình sửa. Không ăn chay. Bữa nay mấy mà ông chú ăn chay vậy ta. Tám. Có ăn theo vợ. Ủa ăn theo 10 ngày vậy đấy hả? Ờ, nó sẽ biết hay rồi. Biết chứ, 10 đúng không? Ờ, dài sợ luôn. Ủa, quảng cáo dài. Đầu tháng, cuối tháng, 10 ngày, 20. Thóc ngày 8, 14, 15. Cô lấy cái vô nè. 27, 8, 9, 10. Ừ. Thóc ngày vô cái quảng cáo này, tôi bấm vô là nhảy vô quảng cáo liền nè. Nhảy vô quảng cáo này vô xong rồi. Rồi, chào lên nha. Cái hình vậy thôi. Chào anh gái diễn về quê nha. Ông Tính Trần ngồi không thấy, thấy máu mà. Ông Tính Trần coi kia ngồi đi Tính Trần. Đúng rồi. Chào em, Tính Phạm ghi em nha. Vô hai quảng cáo dính. Đúng rồi, thóc ra cái này vô là dính á. Đúng rồi, rồi vậy. Thóc cái này vô. Không có, thóc ra vô. Trên cục đá đây không? Thằng Dũng đẩy cái tay em vàng hốt chưa. Để quên. Thằng Dũng một xích tiền. Nằm gì kỳ con không? Con gái. Kìa. Cậu kêu con kìa. Đi cho con, xuống mẹ cho con. Đi hai cận đá này ngon hơi nha. Mời mời quý vị nè. Đi đây nè. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ơi. Đây luôn nè. Mời cả nhà nha. Cả nhà bay hết trơn rồi. Vậy thì quảng cáo. Mời mọi người uống trà đá mọi người. Đi, anh đi mình với lại anh này nằm bay đi không? Đẩy nút lên thì vui ơi. Lúc nào? Hút mật. Ờ, bữa đó không có hình mình. Hút mình lót. Hút mình lót á. Ủa, nhiều đi luôn hả? Ờ. Nha hả? Nghĩa nghĩ làm gì quay luôn, quay chỉ sống. Ờ, có út mình lót này hả? Hay đây không? Quay làm Tính á. Nhậu vui lắm. Tuấn nào? Tuấn Phi á. Tuấn Phi á hả? Ờ, Tuấn Phi. Bữa ngồi nhậu nhà Tuấn Phi. Bỏ ra chừa hứa hả? Đó chừa hứa để coi bực ngày mai tính theo ngày mai. Bây giờ? Ở đây nó thích xếp ngày mai, chút sáng rồi, chút sớm rồi. Sớm mai chắc mình đêm được. Rồi, sáng được rồi, sáng mình mới vào rồi. Tối. Tối. Giờ phải chờ tối, giờ còn 4 mấy 5 giờ tháo qua. Bà mai tiệm anh làm có nửa buổi à. Anh chủ nhật lại cho nó nghỉ nửa buổi nào giờ. Nhiều quá đi. Làm tới 12 giờ. Là đóng cửa nghỉ. Cao quá, cũng cao người cho 5 phút. 5 phút không? 5 phút. Giờ mới thoát ra. Đây người chưa dân ra nè. Em vô trước lâu mà. Quay nè, Hải Phong nè. Tối nay chào mới chào, 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 chào,
Phúc đang cao kê đó, tối rồi tối bà chè với anh tiến hoài nó ăn sáng bảy hai người luôn để hai hai clip vậy. Phúc clip để đang ca đó, like á, nhậu hay là ca trai ca thường ta, không thấy ấy quay cái thùng lon không à, thấy không? Quay thùng lon, quay thấy quay thùng lon quay cái. Quay chia sẻ đâu á? Ủa, anh điện cho anh đại đưa con tối nãy con chiếu không biết anh điện cho hello mời cả nhà nghe có mới đang cà gia đình ẩm thực lắm ngày nào sập nó lên 10-20 người đăng ký người ngoài người đăng ký vậy mới được vậy mới ngon chứ anh em mà đăng ký thì đâu có được cái gì ngon đúng rồi sức ngoài nữa ngoài nó ngon bật lửa cũng đổi heo chào chào con vô cái này vô cái đi vô 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 chắc nó không chiếu mà bộ mình phải đâu bơi rồi ở trời cái bên đây sáng bên đây dành cho mừng anh là anh thật dành cho mừng bóc rồi bóc chỉ mới chạy tí này chim cái cảnh đó được rồi đi đi chị mới cảm bữa mình nhậu đó rồi cảm ơn anh gái anh thương nha cảm ơn anh gái được like của anh nha ở đời nào dắt lại nào à thằng nguyễn thằng nguyễn hả lúc trước mà thấy không nhầm thấy không lúc trước mà chị mình cũng ở trên đó đó ngày giờ chờ bằng cái lớp nha chào chị anh Thư lâu lắm mới gặp nhau rồi nha alo chút chút nữa là 8 giờ công chiếu không không thấy chờ hỏi đặng xong rồi đó rồi rồi đúng rồi ông biết chờ rồi 8 giờ công chiếu phải không rồi 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 giúp ổng vé hiểu thì đặt nha nó cũng tốt rồi anh đặt trước rồi anh kéo cho nó là trong đủ chỗ đủ cái bận luôn anh hỏi đưa em có anh biết không ổng thì ăn chay luôn không đến trời ăn chay ngoài nghĩa là đủ rồi dạ ăn gì gấp đi tự gấp đi nha này đủ rồi giúp làm vừa quay rồi đó hello vàng cái lớp chào ông thủ rồi hello hãy ông trần nha thôi rồi thấy không trời cảm ơn hỏi trời xong bấm cho thầy nha chứa nhũ chứa nhũ gì vậy chứa nhũ nhậu hết chưa rồi thầy chứa nhũ nha mời mọi người nha này nữa mời mấy người nha mời mọi người mời không có gì tiếp luôn hả không cái này là làm gì đâu không phải chào nó mời chứ hello đệ rồi ra Quỳnh Dưỡng nha hello đệ nè hello Phan Hằng ôi trời ơi phản quả đúng là gia đình YouTube thôi rồi có chú Vũ vô đi à Phan Hằng chào kìa rồi chào Phan Hằng nha để em đang xem quảng cáo có 5 phút rồi đệ ơi hello Quỳnh Dũng à, đúng rồi quảng cáo 5 phút đó là hết quảng cáo rồi nè còn đang quảng cáo nữa nè rồi hết đúng rồi dịch rồi ừ. Để chào kìa không đến giờ ai để ừ, tôi đâu có thay mặt đâu mà chào tôi tại đó, chào kìa thấy rồi mà thì phải thấy mà không núp cái đậm chết kìa mà chào đợi nghe núp hoa bưởi núp hoa bưởi không phải nhìn thấy có cái nón rồi nó biết rồi hello anh Thư rồi chào với Việt nha quay trói giờ em nhảy đâu 4 lon nữa trời trói à ừ. Dữ vậy nhậu cái mồi cũ á
đem tôm ra hấp lại dứt tới 2 giờ chữ nha ai nó mẫn phải ông bà khách hàng là mấy rồi ông bà Dũng cái bơ nè rồi giờ mình Dũng đất mà nội ơi không bây giờ dòng mỏ chiếc bơ đó bà hay tên gia Diễm hay tên là em tôi mà đúng không mà ờ biết cái tàn đã lâu rồi thôi lâu thành chí rồi cảm ơn đệ nha mới ở ngoài đường thì thôi cứ nói với chị Diễm trước rồi hello ốc tháng 10 nè cảm ơn anh ghé thứ ba của anh nha đi sau anh Dũng là anh đi sau à, thành chí nha cuối cùng anh like cho chị Diễm trước chị Diễm xong rồi hỏi đủ giò rồi mới tới đúng rồi cũng hết năm trời á thánh thần kìa không hello anh trai nha hello ốc tháng 10 anh trai vô từ sớm rồi vô từ đầu rồi vô đầu rồi vô kết luôn á vô trước á ờ vô trước luôn vừa vô là nhảy vô rồi nói anh trai làm gì ngủ hoài trời con vợ chồng thật kìa con tết con tết con phải vô xem nó giọng lên muốn quét nè hello chị Phan Hằng nó nhậu chị Phan Hằng ơi chị đâu vậy chị đâu vậy ra nhậu chị Phan Hằng ơi giờ đặt là từ phải không vô 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 Dũng chưa vô nè hay vô anh em vô nè một hai ba vô mời cả nhà nha cả nhà nè hốc mời cả nhà ba vô mời cả nhà ừ cả nhà mấy đâu thiếu ba đi mời á bây giờ ông quá rồi mời đây luôn nha đó đó cả nhà ơi mời á này là ông chúa cho cái gì mình mời mọi người mà mọi người không uống một tí mình xỉn trước à vàng đưa bia quá, cá quá trời luôn á cảm ơn vàng nha rồi chào ốc gạo nè mai chiều mới làm về chấm gì không lấy đậu chấm chấm được loại này được ăn chay chấm nước mắm trời chết ai nói chấm nước chết chết tiền thôi ấy là đầu tiên nhậu ăn chay đó mới lạ cháu anh Long ơi để nước cháu đi rồi được rồi được rồi nhà này chén luôn miếng cháo đi chén thì chén thì nó má chưa miếng cháo rồi cho nó nóng nóng rồi lên nhậu rồi chơi anh có bánh nước tương không à được rồi 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 làm miếng cháo đi bên con bên Phạm Hùng á nó làm gà cái quán gà cũng cũng một trước vậy có dịp về ghé anh nhậu nè Út ơi nó bằng gà cảm ơn 20.000 chị em trên đường lai like, Lương Yên Thiện Minh nha rồi chào em trai Lương Yên nha bán gì nhiêu con ra được 300 mấy á không đáng rồi không có hai rưỡi à hai rưỡi rồi đây đây rưỡi là không cần mua rồi giữa chúng ta nó còn rẻ hơn đó, Phạm Hùng nữa, có Phạm Hùng 28 mà. Rồi cảm ơn chú Dũi nha. Ở đây nó có mấy quán rồi, đi này có mấy quán. Chú Dũi, chú Dũi lại chạy. Ruby quay hai em. Rồi, không nên chần hỏi chú Dũi ai kìa. Nội quá. Rồi, có tao đây không? Làm gì có bà hát chú Dũi, lo một không hai nằm đây nè. Ô đâu, đặt tên đây bà đó. Chỉ có chết mà. Tại thế Long Nghĩa mới ghê. Rồi, chờ đây, thế Long Nghĩa nha. Tại sao đi lâu chứ? Đây, cái vụ này mới nữa nha. Đúng không? Nói cái này với Long Nguyễn nha. Phải không? Không. Tại thế? Tại thế Long Nguyễn này nè, cũng vô kênh em nè, nãy chúng ta nợ mà chưa vô. Nhà chồng đứng trần kìa, tại thế Long Nguyễn. Trời ơi, biết tôi luôn hả? Chào đại đi. Chào tại thế Long Nguyễn nha. Tại vì mới dần tài thế, có chừng tập tài thế á. Tại vì mới vô kênh của em. Nhưng mà... Chào đại mình đi chào đại với nhau. Không có cái kênh. Chừng đổi tên á, hay là khung thủ. Kinh phụ quá, cái này có gì kinh phụ quá, kiếm ra không thì chắc tâm tài xế quen, quá. Quen đó, cái người quen vô thì đặt mình đi vô. Cái này chắc tâm tài xế quá. Tâm tài xế cái ngày nào cũng là lướt hết. Thì đó ra cái nào anh hốt cái đó mà. Thử cái này tài xế gì? Tài xế con Nguyễn. Tài xế con Nguyễn. Thằng này không có tôi nghe. Ai mới hai em vậy không thấy mặt KKK kìa. UBB. UBB nó nói ai mới hai em vậy không thấy mặt kìa. Ruby Huy anh đưa tay rồi thấy con
ông nín trần thôi ngồi mới thấy thấy ông nín trần chưa qua lại rồi Rồi chào quốc tỏ nha. Ông nội, ông đại cũng nhiều máy lắm á. Bây giờ là chúc anh của em nè có buổi nhậu vui vẻ nè anh Văn Nguyễn. Trời của ông đại. Bỏ tài. Cái câu này là nó câu chúc rồi. Nói nha, nhìn cái câu chúc thôi. Mời nha. Thế giờ này của đại. Mời nha. Mời con người tiếp tục nha. Dạ. Không, không, thấy không, 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 dồn vô nữa, thấy không? Không. Anh dồn cho dồn vô đây, dồn dồn. Rồi, không. Long. Long này ca. Sao? Không thấy ông Hải Phòng mà. Thấy rồi. Không thấy. Thấy rồi nè. Hải Phòng kia rồi. Thấy rồi, không thấy là Long Nguyễn nè, Long Nguyễn chào Long Nguyễn. Thấy rõ, thấy rồi. Thấy nãy giờ. Gia đình tập đoàn Long Nguyễn như quý vị. Không mấy giờ. Vui quá thầy ơi. Hãy vui chứ. Vậy còn mấy mua vé máy bay vô đây nữa. Ai vậy? Đệ đó. Đệ á. Cái câu chào là mình biết là đệ rồi. Nãy giờ anh cũng chưa, anh cứ nghĩ là tâm tài xế. Nhưng mà chào cái là biết rồi. Không phải chưa nhủi không biết thiệt á. Cô Duyên Thúy, Duyên Thúy đang đơn người này đâu có ai không? Không biết còn mấy hôm nay nữa sao bảo không like nữa. Có gì không mất, chú quay. Đang đồ lá đúng rồi. Nắm cho cột luôn thôi. Không biết bảo có bệnh gì hết. Gối lộn tiền xài vậy. Cái này có ai đây? Rồi chào Mì Phương nha. Rồi đầu tiên bên tôi có mặt trên đường like của anh luôn á. Lần đầu tiên luôn á hả? Chết người rồi, biết mặt em vô xem, ví dụ xem là biết thì đâu, nhưng không biết ai luôn á. Những người đây la chào qua chị không á. Ở đây là... Từ thờ ổng thật, nói xong là bạn gái. Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là ổng chào mọi lớp đây nè. Đây là ổng chính trần nè, đó mà cái bên là... Anh Điện Minh. Anh Điện Minh. Đó. Chào mọi người. Còn đây là anh Lâm nè. Long Nguyễn, tập đoàn Long Nguyễn là vậy ta biết. Rồi chào quý vị nha. Rồi nó mới chào mọi người. Đó giờ mình đã. Đúng thứ ba chào mọi người. Đó, anh quay vậy, anh quay Facebook hả? Facebook. Mời ngon lắm ấy về vườn ơi. Máy anh quay chưa? Có rồi. Hello, chào Chùm Dê. Đúng là Chùm Dê. Chùm Dê chào em. Hello Quý Dê. Chùm Dê. Nó chào tôi là chùm tập đoàn Dê, chào tập đoàn lên. Đúng rồi, đúng rồi. Lên YouTube thấy gì đâu mà mình đi tới đâu tự nhiên cái quay tới đó với tôi đã lớn. Vô quán ăn cái tự nhiên lúc đầu còn mắc cỡ giận hỏi luôn, hỏi mắc cỡ luôn. YouTuber ăn mình trả tiền mà. Hỏi mắc cỡ luôn. Rồi xin chào tất cả anh em trong gia đình anh đi chờ để đó nha. Đi phải là chờ làm mấy hết đúng rồi. Không tại vì đang chờ thì chờ hai Lê Tiền. Rồi, hello, Lê Tiền. Chào em Lê Tiền nha. Lê Tiền xin phát đều. Chào Lê Tiền nha. Vô đừng like quá đừng đi đi. Đúng rồi. Ẩm thực là Lê Tiền xin sơn. Vô đi. Gọi ai vậy? Dạ. Gọi ai vậy? Ông lừa cái gì em?
không gì quên ta. Rồi chào năm dân giàu nha. Năm nhà cha. Minh Anh hả? Hello nhà nghèo. Minh Anh nhà giàu. Nhà giàu. Nhà giàu, nông dân giàu với nông nghèo á. Tôi đặt cái nhà giàu mà. Bà vô đi quý vị ơi. Vô đi. Chúng mình nổi rồi. Mời quý vị nha. Chúng mình đem lên sức khỏe nha. Rồi, mời quý vị nha quý vị. Sức khỏe nha. Chúc đây luôn nha. Rồi chúc bên đây luôn nha. Mời mọi người chúc máy nè. Máy này nè, ba máy luôn. Quá quá. Rồi chúc máy của ông luôn nè. Đây máy là ba máy luôn mọi người. Mời mọi người nha. Mình lên vô kìa. Ừ, mỗi người có một cái mình lên vô chào anh. Rồi chào mấy anh trên đài nha. Ai 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 đá người thuê nha. Bây giờ hôm nào gửi cho anh em ít ngọc dương yếu quá bây giờ. Cho địa chỉ nè, để qua. Anh nói anh Long Nguyễn, một đoạn Long Nguyễn anh nói chào nè, anh yếu lắm rồi. Giết nhà đàn ông. Chào anh nhỏ. Có khi nhỏ nào không nhỏ. Rồi, giờ mặt tôi già chát rồi. Già cái gì đó trời, ông có dễ hoài à. Người ta mẹ nói vậy là mẹ lương y mà đi trên lần như đây nữa hết tí quách rồi. Anh mở tí quách gì hơn 10 tuổi bây giờ cái khỏe hơn anh có chiêu. Anh lợi hại đó rồi vậy thôi muốn nói nguyệt sao làm hại rõ đâu hai năm lớn tuổi đâu không tin không. Hello chào Lý Tiền người miền Tây nha. Chào cả nhà nha. Chào Chị Tiền. Này nãy con vlog nha quý vị. Dạ thật. Ừ. Bớt mỗi ngày là mọi người đây mà nó mấy bà mà. Rồi chào em Đình Tý nha. Ủa được rồi lên đi chào Hải Phong kìa. Chào Lê Tiền. Chào mình anh Trang Đài luôn nha. Hello bạn già. Nhậu bạn già. Hello Dê ơi. Ở đây giờ thấy mọi người Dê ơi. Xếp ký thịt về đi. Này chai không? Nói không nói. Chơi đủ lại, chơi đủ lại, chơi đủ lại. Chơi đủ lại, chơi đủ lại. Chơi mấy cục ở đây nè. Thôi ta lấy cái đủ, chơi đủ lại. Không có sợ. Không có người đó thôi. Thôi, ăn chai thì đã ăn chai. Ăn không có tội, nhưng mà này có tội nè. Ừ, gấp mấy cục ở đây. Sợ quên hồi gấp đầu cái đúng rồi, đúng rồi. Nè, cái gì gấp đây? Nè, cục cẩn làng á. Rồi, được rồi. Rồi, chào Nguyễn Tiền Tây nha. Người ăn không sao. Mình ăn chào cái sao nha. Mình không ăn mình bị Dũng Tiền dấu yêu. Cái điện giờ Dũng Tiền. Vô mình Dũng ơi. Vô. Hai Lê Tiền, Lê Tiền xin sơn. Bữa nay anh em chưa thích tụ họp nhậu. Vô cái nhà ơi. Mời hết cái nhà nha. Mời cả nhà nha, cả nhà. Đây luôn, đây luôn nè, không biết đây nè. Mời đúng rồi, mấy này thôi. Mời đó. Mời ơi. Người vậy đấy rồi. Thấy giọng luôn cái trận. Thấy hết luôn. Cảm ơn. Ông gạo lại vui quá. Cảm ơn em trai em gạo nha. Ngó lắm mà nghèo ơi. Mình anh chân đài ha. Thèm nhậu quá mà đi ra đi không. Đánh xe rồi Vũng Tàu chơi mình luôn. Có được. Mình anh chân đài nhỏ rồi ta. Ông mình anh chân đài cũng chịu nhậu lắm á. Dạ anh kế bên Long Nguyễn ơi. Tài xế Long Nguyễn dạ anh kế bên. Thật ra đâu cần mà đi xe vậy. Bàn hay lại tiếng hộp tới nhà. Đâu có bàn qua bàn. Ờ bàn lại qua lại nữa tiếng tới à. Tiếng nữa à. Nửa tiếng cũng tới à. Mày Dũng kêu kìa. Chào, chào anh đại gia đình Tí. Tí lại đây. Tí một tiếng tới lòng á. Không, còn cảnh nó được không nè. Vô, ta phải vô Dũng ơi. Mày thấy Long hả? Mày thấy Long vô nè, vô. Ai, vô. Mọi người tới nghe không xỉn nè, anh em nhìn xỉn trước á. Đúng rồi, cái xe. Chào ông nhà. Mình xỉn chứ. Người ta đâu xỉn mình xỉn chứ. Người vô mình xỉn. Cái anh em vô là mình cứ vô biết hơn mình tê hết trơn à. Em mới hai lon hết bên. Trời ơi, trời nha. Có rồi hả? Trời hai lon chứ mày. Anh còn một đống đây nè. Anh ngồi đàng hoàng, ngồi dậy không giống như nhập chứ. Thôi mày vậy đó. Chờ tí. Vậy rồi cái em ngồi ngồi được. Cái thằng hay ghê. Dạ, cái thằng. Bỏ bệnh ăn bạch đi, còn bệnh nữa mà. Để vô rồi.
biết ăn nhậu vậy rồi để hả? Rồi chờ nó nạp lại nè. Nói tiếng Anh nữa. Rồi nói tiếng Đài nó cạn luôn rồi anh Minh ơi. Nè, cần tiếng Anh vô mà. Rồi, rồi, rồi. Thấy rồi. 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 Mình đang lại mà nhiều hết người Việt anh lắm. Xin chào mấy anh à, chúc cuối tuần vui vẻ là đi lấy tên đi nước ngoài thôi chứ mà cái việc rành lắm. Hello anh Tâm. Nhà anh cách nhà anh Minh có 1 căn, 2 căn, 3 căn à, nhà giàu. Đây là 3 căn đầu hẻm. Thầy Dũng đó đang bồi lắm Bình Dũng ơi. Có một tên là nông dân nghèo. Dạ, dạ, em gái Thanh Tâm Family nha. Tôi có giàu nữa hả? Không, chưa, có giàu. Giờ thấy thấy nghèo rồi, thì cái giàu bỏ anh đang có clip lên sao. Dạ, mời em gái Thanh Tâm vô ly nè. Nói tóm lại là gia đình tập đoàn lại có bao nặng nữa. Thanh Tâm biết em biết hết. Vô Thanh Tâm ơi. Mình cũng chào người. Anh Hồng chào lúc đây. Vô cái nhà đây nè, vô đây nè. Vô đây. Cảm ơn Quỳnh Dũng nha. Vô anh. Nữa hả? Nữa hả? Anh em mình lên đây rồi đó. Ba nhà nữa đó. Hay nè. Thanh Tâm nó vô chầm chầm á. Cái này lên là báo pháp tôi không được. Không xui à? Không, thiệt mà. Cho anh vô sụp đá không được. Đá gọi là anh không có ở chỗ nào đứng ở đâu chợ diễn đường ở gần đó diễn chợ diễn đường hả rồi chờ trắng đỏ nha buồn buồn bên chợ biểu trái đó ông chúa không kêu đại ca lại hello chú quậy ồ bây giờ hả anh lên không kêu sao phải nói kêu này anh kêu rồi anh kêu anh kêu được có số nhỏ đâu chưa kêu có cái này đâu có tính nhậu đâu đâu tính nhậu đâu ừ ẩm thực alo hú lên rồi tôi mới gọi ông á tại vì hôm qua tôi có gọi nói rồi ẩm thực có anh Long Mỹ với ông Đức Trần qua đó nói là đang gọi ẩm thực các bạn tôi cũng hay việc luôn sẵn rồi gặp mặt là biết mặt cho chứ đâu có hẹn hò gì trước đâu alo alo này nhậu đột xuất á cái giọng nội à là đang đổ luôn ha đang đổ hello chào Ruby nha tay rồi phải không nhận mặt biết tay rồi đó hả đó đây bà nhậu hoài tại trời ơi trong suốt cái đời ngày nào cũng có ăn nhậu hết trơn vậy sao mà nhậu hoài vậy còn hỏi chị đại chào Thanh Tâm family nè hoài vậy trời chào Thiện Kiền nha xuống đây ngon ngon đài luôn nha ngậu không hả thôi Thanh Tâm rồi. Chào tập đoàn Long Nguyễn nè hai Thanh Tâm chào anh nông dân giàu rồi, rồi. Rồi chào nông dân giàu nha quên quen hello của Minh Giang rồi ha à. Giờ chào Mười Hiền nha hai mặt Minh Anh Trang Đài là mời anh Long Nguyễn với anh Lương Y chầm chầm xỉn hả thế hello chào Bình Dũng nha. Mời anh em mới điện này mời anh em vô cạn ly. Rồi vô anh. Đông lắm. Vô cái bờ. Rồi, cạn cái đi. Anh không biết. Dạ. Vô cái bờ này. Rồi mới cạn nha. Không biết gì ơi. Bữa gì ha. Biết không? Ông biết ông kiếm Trần không? Đó, rồi. Chuyện ông có qua buộc bài qua hết chưa? Hết rồi. Rồi. Được chưa? Chào Bùi Hiền. Đó, anh Long muốn hết rồi đó. Hello Bùi Hiền. Thôi ông nội vụ tôi hoài. Bởi tôi xét phòng không muốn tác. Thôi tỏi đi. Thá không nè. Trời ơi, nó giờ mới xét phòng vụ tôi nhỏ ngán với người tổ luôn. Ôi, đi Vũng Tàu mang hải sản không? Mua quốc hà rồi, muốn lạnh, muốn sổ lắm. Chai lỗ, mình tay ngoài. Hai chị chai lỗ. Rồi, chào anh trai quà đẹp trai nha. Rồi, cảm ơn. Hai bà Bí Đốc Nguyễn. Ờ, à, rồi, ok không? Rồi, ok bạn. Rồi, vô cào đi. Ừ, rồi, ok. Rồi. Bên anh trai đài gọi gửi lời là hỏi thăm anh em sức khỏe.
Gửi ai khác đi, gửi lời chi không biết. Cảm ơn anh trên đài nha. Lấy thùng bia đi bên anh ơi. Ủa sao nãy giờ thấy đệ 79 không chào mình ta? À, anh đại kỳ quá. Đệ 79 biết ông thật là đệ 79. Buồn đệ 79 thì chứ. Qua chơi chắc đổ. Cái bên thì qua chơi. Ờ, tính chồng người ta là tên Phật là tên gì? Tính hả? Gọi gọi tính đi ha. Cái ông chúa mẹ rồi ông chúa giờ hôm nay đâu có đâu có một mặt đâu. Cái ông chúa là dễ kêu nhất à. Chúa ơi. Xe nào bến xe. Bến xe không phải bến xe. Là tao mới có để sẵn ba thùng quy em ơi. Ông mẹ ngoài lời nhìn nó bún cái sữa luôn ha mà trên lai sao nhìn già dữ vậy. Thầy á? Ờ, anh Lai mình già lắm á. Năm rồi, không có năm rồi. Đã 20 tuổi rồi. Có mấy lúc không biết không có đám bận á. Trên ấy là nhiều lúc rồi. Làm về thì dâu cỏ, dâu thấy rỗi rồi. Dạ, da nắng nó đen, lúc này hết ai vú nó mát không. Không thấy em ở đâu. Thấy gì? Thấy, biết em không thấy nữa. Cái lâu lắm rồi con có thấy được người bảo vệ tối ngày cửa đứng trước cửa không ngoài đường không sao không mát không không dám đâu bảo vệ đứng trước mát này hỏi mình được anh bảo vệ trong phòng anh Long Nguyễn anh bảo vệ nói sao ui bảo vệ đủ 50 ngàn 100 200 rồi đã gọi đi ra đi anh bảo vệ trong phòng không bây giờ có cái tủ tính tiền đó nó hai ba học vậy nè đó thấy rồi thấy rồi che cái máy kia rồi che cái máy sao rồi kết rồi che máy sao rồi tắt này đi tắt này đi anh nghe rồi để đi nè để đi cho anh ra cái này quay mà nghe nghe để em kêu được nha Hải không nghe okay. Để như kia kìa chuyện gấp chỗ này nè ừ để quay đi siêu quậy lại cái câu này sao nó cũng vô trong đây siêu quậy lại đây hả ừ chết rồi xong rồi ở đây mà quay chuyên nghiệp nhất lòng đúng chẳng còn quay đầu tư nhất là nè ghép này nè mới thấy hết nè ghép ngay trên đó đó góc này nè cái góc chữ A á ủa chừng này lộng những méo đây rồi tại chỉnh cái nó chỉnh rất là chừng cho cái đầu nó gục xuống quá cho nên quay cho nó sát á hiểu không chủ yếu là quay đồ ăn đó mà phải đâu mình quay tới cái đó được mà được nó quay nó ngon đó nhớ là ngốc ra quất thấy hết rồi quá cũng thấy không á cũng thấy là Hải Phong với lại Long Nguyễn nè Hải Phong thấy Long Nguyễn không trời Long Nguyễn ngồi trình bệnh không thấy ngồi anh đón ở đây nè hỏi anh thấy không thấy anh thì có anh trốn thì thấy đó cái này quay mồi nhiều với người anh thấy mà thấy mồi không à gì dạ dạ nhưng nhiêu chợ anh thấy không rồi thấy không rồi nghe bài hát là hết hồn luôn á tập dưỡng rồi đại ca tập dưỡng rồi hả dưỡng rồi chào giờ ăn cơm chưa con cơm chưa không có tập dưỡng nữa nha dưỡng ha thầy có thấy đâu tôi chưa dám khui nữa khui rồi tôi chưa đưa thì khui chứ ra nó mấy rồi đâu nó ba không đang ở đâu vậy bữa chưa thôi má bó mày cái gì mà mày dớt khổ đau với mình mai còn do mai còn đậu lớn mẹ mai còn bóp nữa đó mai áo ổng còn bóp còn mai tôi ông thiếu chàng còn đi cái đội mai còn bóp nữa đấy tiễn con út về quê tiễn con út về quê tiễn luôn nhem 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 kìa vô rồi chào rồi hello cả nhà nha ở trong nhà ta hội họp nhậu nè vợ để mới chào nè chào gia đình ấm thật nè hello đại 79 nha giờ lý sao nó cực quá chỗ này thất nghiệp rồi tụi con có tiền không cho trang mới đi quá im rồi quá dữ vụ này mới hả giờ ở nhà không à về hưu rồi nhà ba nhà ba quay cười quay chung sướng ha chơi ăn uống tối nhà tháng nào à 39 tháng mấy trùm bụng lời nhà thấy cái mấy người ngủ mà chi
mấy anh cũ anh đâu cần bóp đâu. Bóp thẳng bóp lại về đam mê hả? Bóp về đi đam mê. Đam mê hả? Trời ơi, bóp mà đam mê chờ mà thế mẹ. Nhà em là tháng mới chụp á. Ở tắt máy đi. Tháng là tháng mới chụp á. Trời cho đây đâu là bố dễ tháng có 6 thì ba thì mừng cái mẹ. Làng á. Thôi mình chẳng hạn tôi thấy là bảo vệ tháng 6 triệu mình nó có điều điều tôi thấy à. Đặc biệt là bảo vệ bà chủ mà ông bánh trăng tin tổng tàu ở nhà nghe được ăn cơm với bà chủ mà nửa tối được ngủ với bà chủ chứ tôi khoái được khoái nhiều đó khoái lãnh lương ít mà tôi cũng chịu nữa không mà nhưng mà được làm sao bảo vệ cái nữa cái nội nó nội luôn cho nội luôn hả cái nội hôm nay chém nó nội luôn 50 à còn ít tôi lớn cái nội nay cũng mấy tuổi rồi bây giờ tôi già không nhiều quá ta. Ê, chào các bạn nha. Dạ, nhân đây ơi. Lớn rồi, 20 tuổi á. Thì ngày hôm nay thì có họp mặt thành viên mới, Thì ở đây là ẩm thực vlog, thấy không? Chào con người đã đến ẩm thực, đi trên ẩm thực. Và sau đây nữa là anh Hải Phong vlog. Hải Phong vlog. Hello, chào cả nhà. Một cái hữu duyên rất là có duyên luôn đã đến nhà anh Thanh Minh nè. Rồi tụ đây là thứ hai. Bình Dũng mời ông Thính Trần kìa. Rồi mà mình không chăn cái gì thì mình chúc tất cả các bạn của chúng chị ơi cùng ai của đi cùng mình lúc nào cũng luôn mình đang cùng sống và ngày thích nhá. Chào mấy nhà cũng nhiều nhé. Đấy nè, dùng số quay từ người này hai cái gì nè, mày lên miệng để cho nó lên để cho nó đây được máy rồi xúc chân rồi đó. Chúng chân thì anh cầm lại nè hả. Dũng Super chào quý vị. Dũng Super thành viên của là đây là anh ruột của anh Lê Minh này nè. Và sau đây là gia đình ẩm thực. Hello, hello mọi người. Cái bên nữa là cộng đồng Nguyễn. Các bạn hello, cũng là Liên cũng là Liên cũng là các bạn cũng biết rồi ha. Đây thì anh Liên bên đây. Liên Liên Minh thì khỏi giới thiệu rồi. Đó. Rồi, đây, anh Hải Phong vlog đây. Đó. Dễ Phong đẹp trai đó. Qua vô kìa, qua vô kìa. Qua vô kìa. Còn tính trần đâu, tính trần đâu. Tính trần đâu. Đẹp trai nha. Đẹp trai. Mình lúc nào cũng đúng không? Thì nói chung cái này đi ra cái chân nha. Ok, anh làm được cái này. Ok. Thì không thấy đó, cảm ơn các nhà rất là nhiều đến. Ô, chào anh Hòa kìa. Anh phải vô đâu. Phải vô đó. Chào chú Tịch, chú Tịch. Rồi, bình kinh bình cái. Rồi chào Lan Đình nha, em gái Lan Đình nha. Thì nghe ngày mai thì mình sẽ một buổi live nha cả nhà. Tụi là toàn trai đẹp. Thấy đâu. Điểm nha. Lan Đình nó toàn trai đẹp. Còn hot girl, hot boy không có bời rồi. Hot chứ phải hot. Toàn gì không à. Anh Hòa dạo này bỏ em hút luôn rồi ha. Rồi chào bầy vườn nè, chào nhân dân nè. Thì mình tổng chào cả nhà mình ở bên dưới nha. Lên Đinh vô luôn kìa. Đó, chào rồi, Lên Đinh tiếp mà. Lên Đinh vô nãy vô lâu rồi. Lâu rồi. Rồi vô cả nhà ơi. Mai Lan Đình tô xanh tô. Đáng lẽ là ngày mai em ra clip. Nhưng mà ngày mai em bận nhiều quá. Ngày mai em lên chim. Lên chim tại là ngày mai là mình sẽ tiễn nhỏ em mình đi Bên luôn. Thôi, chim phải là chim đủ quá. Có chậu với chưa lắm. Với ai? Cố quá hả? Chưa, cái chăn đổ không mày. Cái đó có vui lắm. Đó một lần đó hả? Vui cố cũng quậy như chăn đổ. Phải ngủ đâu. Nhậu mà quậy á, nó vui. Nhưng mà được có cái là chồng hiền, chồng ngủ để cho vợ nhậu. Giống như mà bà chăn đổ hai chồng cũng hiền mà. Đâu có, nhưng mà chồng cho đổ nhậu. Nhưng mà ổng chịu nhậu. Ờ, còn chồng của kia cũng uống lo một rồi. Phải là chồng nhậu. Còn chồng cái nhậu nhậu ghê luôn á, ngồi hoài đi. Ok luôn đúng không? Chồng của cũng lớp nhậu được. Nhưng mà nhỏ nó sẵn nó ngủ. Lấy gai giọng ngủ rồi. Ừ, gai giọng ngủ rồi. Anh ngủ đi, em tiếp cái bữa ngồi nhậu, gai giọng ngủ. Để cho tụi tôi ngồi nhậu, ngồi uống. Để anh em đi tay rồi. Có chồng lý tưởng ghê ha. Đúng lắm, ngồi nhậu thôi gai giọng ngủ. Nhậu ở nhà tướng Happy á. Ờ, biết rồi, tướng Happy. Mời quý vị nha. Mời cả nhà luôn. Mời cả nhà nha, mời cả nhà. Thì năm nữa ép cho lô đi, cái gì đi tôi điện trước. Thôi thì phải trẻ luôn nè. Tại vì sao năm cái giờ này rồi. Năm cái giờ hả? Ừ. Thua hả? Thua. Rồi chào Lâm Đồng Nai nha. Đi Lâm Đồng Nai luôn hả? Trời ơi. Đang cần tên con kìa. Em cứ vậy hoài, lương em Đăng Ninh mà. Hello Đăng Ninh, người đẹp. Giàu nhất tô con tô, con tô luôn. Đăng Ninh á. Hello Đăng Ninh nha. Cái này mình chia sẻ các bạn qua trực tiếp luôn mà chia sẻ ông ta ở đây không? Ở lâu lắm mới gặp Lan Đinh nghe Lan Đinh nè, anh Đinh chia sẻ
anh sao chết đường đi khỏe không đến đây rồi anh vô cái kênh của anh, vô kênh là kênh của anh nè, đúng không? Anh vô cộng đồng, anh tag, anh chia sẻ cộng đồng luôn đó, anh dành giải là học mặt tê nha. Rồi bé em chú tờ quê mình An Giang, chào đại gia đình tiếp đúng không? Hello, quê mình An Giang cũng lâu lắm rồi, chơi được An Giang lâu lắm rồi đúng không? Rồi xong anh xuống, anh xuống đúng không? Anh đưa ngón tay vô, anh nắng dạt vô, dán định vô, nó dán vô rồi đây cho ăn gì về xả không tất cả nội ơi anh á, tao nên cười không rồi đứng dậy xả không à, nên cười lại ai á, ở đây nên ca 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 không kìa. Thôi ông tin này nó bạc cơ luôn. Hello Philip, ông tin Canada, ông tin Tokyo, ông tin Milan mà ba cái là ba cái là ba cái là ông tin. Rồi chào Philip nha, cảm ơn em ghé được lại với anh nha Philip. Ô anh trai Philip, em tính nè, ông sửa ban của em nè. Ông sửa ông chúa luôn, ông sửa gì đó. Dung Shipper Vlog xin kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Chân thành cảm ơn cả nhà luôn đồng hành và ủng hộ mình nhé. Nếu thấy vui, mong cả nhà cho mình một like, chỉ một chia sẻ và DK cho mình nhé cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống nhé. Bye bye cả nhà yêu nha. Thank you very much. Bye bye.